Xin chào các bạn đã đến với ATS Studio. Mình cảm thấy là các video về dòng đồng hồ thông minh, phân khúc giá rẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn và chưa bao giờ có dấu hiệu giảm nhiệt. Mình quyết định là sẽ tích cực review cho các bạn nhiều hơn nữa dòng sản phẩm với chất lượng được đảm bảo mà mức giá lại vô cùng dễ chịu. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là đồng hồ thông minh có hỗ trợ GPS với cái tên là iWon P1C. Hãy cùng mình khám phá em này ngay sau đây nhé! iWon P1C là dòng đồng hồ Sportwatch. Với đúng tên gọi, nó có thiết kế trẻ trung, năng động, hướng tới đối tượng là những người thường xuyên luyện tập thể thao. Cụ thể là mặt đồng hồ có thiết kế hình vuông to bản, cứng cáp và độ hoàn thiện cao. Màu sắc trắng đen được kết hợp hài hòa. Chiếc đồng hồ này theo mình là phù hợp cho cả nam và nữ. Phần dây đeo được làm từ vật liệu silicon mềm mại, giúp giảm trọng lượng và cho cảm giác đeo nhẹ nhàng, phù hợp để sử dụng trong suốt thời gian dài luyện tập. Chất liệu này thì cũng hoàn toàn thân thiện với da người dùng, tránh tình trạng dị ứng, gây ngứa, chống bám mồ hôi và chống bám bẩn tốt. Các khớp dây được thiết kế tháo rời linh hoạt, cho phép người dùng có thể dễ dàng thay đổi tùy theo sở thích cá nhân. Mặt kính được trang bị khá mỏng với độ mờ nhất định 2,5D bảo vệ mắt, nút bấm được trang bị khá hợp lý. Vật liệu hợp kim molyden cũng giúp các thao tác điều chỉnh được chính xác hơn, tránh tình trạng lờn, không còn nhạy sau thời gian dài sử dụng. Đặc biệt là P1C còn có cảm ứng lắc cổ tay sáng màn hình nhé. Một ưu điểm xuất sắc trên P1C chính là được trang bị màn hình vô cùng sắc nét thay vì đơn sắc. P1C thì sở hữu tấm nền IPS LCD với kích thước là 2 inch cùng độ phân giải 240x240 pixel hiển thị rõ ràng ngay cả dưới trời nắng. Độ sáng của màn hình thì có thể tùy chỉnh được dễ dàng theo môi trường. Thậm chí là P1C còn có cặp flash để nhìn trong bóng tối, rất thú vị phải không ạ? Về tính năng thì đồng hồ cho khả năng cung cấp chính xác thông số nhịp tim, trạng thái cơ thể trong thời gian thực, từ đó đưa ra những cơ sở giúp người dùng tối ưu chế độ luyện tập, hạn chế những chấn thương do luyện tập quá sức. Các thông số sức khỏe thì bạn có thể dễ dàng xem qua điện thoại thông qua ứng dụng là iWorldFit Pro. Kể cả khi bạn ngắt kết nối đồng hồ với điện thoại, những thông số này vẫn được lưu trữ mà không bị mất đi. Ở ngoài việc theo dõi sức khỏe, P1C còn hỗ trợ bạn tận 17 môn thể thao, một con số ấn tượng trong phân khúc giá rẻ, không hề kém cạnh so với các dòng cao cấp hơn. Các bộ môn được hỗ trợ cũng đều là những bộ môn phổ biến dành cho cả nam và nữ. P1C ghi lại khá chi tiết các số liệu, chỉ số cơ thể liên quan, làm cơ sở để có thể luyện tập, cải thiện bài tập hiệu quả hơn. Người dùng thì chỉ cần lựa chọn chế độ tập luyện theo đúng nhu cầu của mình. À mà các bạn có thấy bộ môn bơi xuất hiện ở đây không ạ? Điều đó đồng nghĩa với việc P1C có khả năng chống nước với tiêu chuẩn là IP68. Mình không có điều kiện ra hồ bơi test cho các bạn, nhưng mà mình nhúng tạm nó xuống bình nước này nhé. Để việc theo dõi được chính xác hơn, P1C có tích hợp thêm GPS và GLONASS giúp cung cấp các thông tin về tốc độ trung bình, quãng đường đi được ở mọi địa hình. Tất cả thông tin đều được hiển thị trực quan trên đồng hồ và điện thoại của bạn. iWon P1C còn đảm nhiệm vai trò như một chiếc smartphone thu nhỏ khi nó có thể hiển thị thông báo cuộc gọi đến và hiển thị thông báo tin nhắn, kể cả các thông báo từ mạng xã hội như là Messenger, Zalo nữa nhé. Và điều đáng mừng là các bạn thấy đấy, nó hiển thị tốt được tiếng Việt đầy đủ dấu, không hề bị lỗi phông dù phần menu đồng hồ chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Thêm một lưu ý nữa cho các bạn là đồng hồ chỉ hỗ trợ hiển thị thông báo, không thể trả lời lại đâu nhá. Các bạn vẫn phải sử dụng điện thoại để có thể tương tác lại với thông báo. Về thời lượng pin, đồng hồ được trang bị viên pin dung lượng 250mAh, chỉ với 2 giờ sạc, người dùng có thể sử dụng liên tục trong 7 ngày ở chế độ thông thường. Còn nếu bạn để chế độ định vị GPS liên tục thì là 8 giờ, đây có thể coi là một thời lượng khá ổn trong phân khúc tầm trung. Với tất cả những gì mà nó mang lại, hiện iWon P1C có mức giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Giá thì có thể thay đổi theo thời gian, nên các bạn hãy truy cập vào link dưới phần mô tả để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Và nếu bạn thực sự quan tâm đến sức khỏe và cần theo dõi các chỉ số cơ thể trong suốt quá trình tập luyện để đưa ra các bài tập phù hợp nhất, thì chiếc đồng hồ có GPS này sẽ là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Mọi thắc mắc về sản phẩm hãy bình luận bên dưới để chúng mình biết nhé, và các bạn sẽ được giải đáp. Đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh chúng mình, động lực cho chúng mình có thể đem đến những sản phẩm chất lượng cao cho các bạn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!